Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Tình Vlog. Hiện tại Tình đang có mặt ở Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay Tình quay trở lại thăm trường hợp của cô đẹp sống trong nghĩa địa Liên Hoang. Hôm trước thì Tình có ghi hình cô đẹp và cô đẹp có chia sẻ một câu chuyện tâm linh rất là ly kỳ. Đó là hồn ma cô gái tóc dài ở trong nghĩa địa Liên Hoang. Thì sáng hôm nay cô đẹp gọi cho Tình rất là nhiều lần, cô đẹp gặp sự cố. Kể từ ngày mà cô đẹp chia sẻ về hồn ma cô gái tóc dài thì cả xóm nhà của cô đẹp thì gặp rất là nhiều câu chuyện tâm linh rất là ly kỳ. Em nói thiệt, em biết sao, em biết khùng luôn á. Giờ cô đẹp có điện em từ sáng tới giờ luôn, ngán thiệt chứ. Mà điện là nói rồi, thời tối á, cô thấy con hồn ma nào về đi vòng nhà. Ủa? Đi sao cô? Sáng giờ sao gọi tùm lum vậy? Chạy chứ nó vô tới trong nhà cô rồi sao mà mấy nó vô tới. Tới đây nó kêu luôn, nó kêu thằng Sứa nè, nó kêu Sứa. Là sao cô nói sao không kêu, là nó vô hôm nó ma vô nhà cô gì? Nó không có vô mà nó đi bên cái chắc tới đó, nó làm vách vậy nè. Nó làm vậy nè. Đó, nó đi vậy đó, nó làm cho nè. Mà đi tẹp vậy nè. Nó làm ghê vậy? Thôi để con treo này cho cô cái đó. Bình tĩnh lại. Mình lúc đó là mấy giờ? Lúc đó thì con vừa về. Con vừa về là cô điện cho con dầm cái cuộc cờ dở không mà con thấy rồi, cô máy. Điện cho con lúc 12 giờ phía rồi sáng là cô điện cái nữa. Điện mà lúc mấy 12 giờ luôn. Chạy chứ nó vô lúc đó 12 giờ. 12 giờ đêm nó vô nữa. Nó vô nó làm vậy nè. Nó theo cô, nó vậy đó. Thấy không? Nó mới đi chẹp vậy nè. Rồi nó lại ngay chỗ phòng, đi lại cô chỉ cái phòng mấy chỗ nó ngủ trong nhà mà nó đi tại chỗ này nè. Mà cô thấy là con ma nữ hay con ma nam? Không có thấy ma nữ, thì không thấy ma nam. Mà cũng như cái bóng thượng ngàn đó, cái bóng trắng ở bên đó đó nghe. Là bên hai cái mã thôi. Rồi đi lại đây nè. Là ở đây nè, bắt đầu nghe. Là con nghe nè, nó lại tới chỗ này làm nè. Nó đứng bên đây luôn, nó kêu bên đây nữa hả? Thì tại vì cái phòng của thằng Sứa ngủ ở đây, nó mới kêu Sứa ơi Sứa. Thì lúc đó là cô dòm đồng hồ mới 12 giờ. Vậy đó, ừ, rồi cái bắt đầu dòm qua dòm lại thì kêu dưỡng chạy ra. Thì thấy cái bóng trắng á, nó đi lại phúp lại cái mã này. Đi lại hai cái mã đó. Ừ, rất là linh lắm, bởi vậy cô mới điện cho con liền luôn á, thấy không? Không có là cô không có điện cho con đâu. Cô nói nổ cục luôn cô. Đó. Không có là không có điện cho cô để cho con làm gì nè. Hai cái mã này cô nói hồi lúc mà mới chết còn nói chuyện dữ lắm, hỏi ngoại coi nè. Nè cái mã này nè với cái mã đó đó, thì hôm cái mã trắng này nè hen, nguyên một cái người trắng, tại vì cái người này là người đàn bà đi một cái xẹt vô đó thì cô thấy cái bóng trắng liền, thì cô tưởng đâu là mẹ đi ra tiểu thôi. Rồi cô mới vô nhà nằm thì nó bắt đầu nó kéo lá nha, rột vậy nè, là nó kêu liền. Không phải một mình con cô nghe đâu, kêu thằng trai cô, con hỏi coi. Sứa ơi thì lúc đó là ốc ác cô dẫn mình lên, cô mới đốt nhang, cô cầu nguyện thì cô mới chụp cái điện thoại lên là cô mới điện cho con liền. Mà cô mới nói vậy, thằng này chắc nó chạy xe dọc đường rồi nó không có bắt máy, vậy là cô nghi là con này chắc nó ra nó kêu mình đó. Là hồi lúc tối á là cô kể con á là cô nghe tiếng con gái kêu cô ngoài bụi tre ha. Nó kêu cô là cô đẹp hay gì? Cô đẹp thì kêu lúc đó có con luôn đó. Dạ. Thì cô mới nói mấy tụi bay ơi, nghe tiếng người ta kêu cô không, kêu cô đẹp ơi đó. Rồi bắt đầu cái thằng ốm nó cao đó, nó nghe ba tiếng luôn á, chứ không phải một mình cô nghe. Trời ơi, con lên cái clip đó nghe tiếng cô đẹp luôn á. Nghe tiếng người ta kêu luôn á. Nói giận lạnh nổi óc hết trơn đó. Đó. Rồi lúc mà đốt nhang rồi sao con? Thì lúc mà cô đốt nhang rồi là cầu nguyện gian trái là nó qua cái cơn, nó không có còn nhát nữa. Dạ. Là lúc đó là qua 12 giờ rồi. Mà nó kêu Sứa. Sứa ơi là thằng, tại vì cái thằng đó đẻ nó ra nó cứ ọc hoài ha. Rồi cô mới đặt nó tên thằng Sứa. Dạ. Sứa ơi mà nó cứ làm vậy nè. Mà lúc đó trong gia đình mình nghe hết luôn hả cô đẹp? Đây, thằng này chính miệng này nghe rõ ràng luôn nè. Hỏi nó coi. Nó ngủ với con nó trong buồng á. Hồi tối nghe nó kêu ha anh? Dạ đúng rồi. Thời gian nó kéo dài không? Kêu em út được rồi. 3 tiếng rồi. Kêu Sứa ơi vậy hả? Nó kêu ba cái đó. Là mà ra là không thấy ai hết. Dạ. Không, là kêu cô mới điện cho thằng này không bắt máy nè. Kêu thằng này nè, lại ra cô chỉ thằng này cho coi. Nè, thằng này nó ngồi nè. Thằng này nó ngồi nè. Đó, thằng đó đó, kêu thằng đó đó. Sứa ơi, Sứa. Kêu 3 tiếng mà trong khi là 12 giờ con tính thì thằng này nó ngủ rồi, nó đâu có còn thức. Thì cô mới kêu dưỡng mở cái này ra, thì cô dòm vậy nè. Là nguyên một cái bóng từ đó nó bay lại cái vách.
rồi bắt đầu cô mới nói anh ơi ma nhát là anh, vậy là ma theo mình từ ngoài đó vô đây rồi. Cái ổng mới nói cô á, mai mốt á em á, vậy em đừng có ra ngoài nữa. Cái nói thệ kệ đi, con cháu nó mình kể cho nó nghe là nó quay có sao mình kể cứ kể vậy nó. Rồi bắt đầu cô vô, vô rồi chưa có gài cửa này đâu thì mới qua bên đó thì thấy cái thằng con rể đó nó mới để nguyên cái cây chổi đây, cô học bộ cây chổi đây nghe, cái cây chổi vậy nè để tỉnh giọng đi theo cô qua đây. Mới bà làm gì mà nổi đi, để cái cây chổi cho nó coi nguyên nguyên con tránh ra nguyên nè. Con đi ra nè, cái giỏng để vậy, cây chổi để vậy. Cô hỏi con chứ gió cỡ nào, đâu băng đêm đó đâu có gió, mà luôn cả cái thằng con rể cô thấy hai ngày kiền nó đưa vậy nè, đó nó đưa vậy đó, nó chính là đưa, là cái thằng này đưa chứ không ai đưa hết trơn. Con thấy không, nó linh tới vậy luôn, mà cây chổi phải như là nó. Con hỏi cô, hỏi con nè, ban đêm 12 giờ làm sao mà có gió, mà cái thằng này có tật ghế ghế của cô là nó nằm là nó không bao giờ nó mở cái giọng ra, nó cứ để vậy nè đó. Rồi hỏi con chứ cái giọng để vậy nè, rồi đó con thấy đâu không có cái ngọn gió nào hết trơn á ha. Mà gốt cuộc lại xong xuôi cô mới nói anh chạy ra dòm coi, thì chạy ra cái giọng nó đưa vậy nè, đưa qua đưa lại đưa qua vậy đó. Cô không có nói thêm đâu, thằng Thuận này nó lên bà cố luôn nó. Thì cái cô mới kêu Đông ơi con mở dây giọng đi, mình không nằm thì thôi mở dây đi để ma nó nằm nó. Thì nó mới mở cái giọng, hồi nãy giờ là con của nó mới cuộc cái giọng lại nằm đó nó. Con thấy không, nó linh cỡ nào, nó lên tới cảnh nó dựa sát cho người ta luôn đó, con thấy không, chứ đâu phải mà nói tầm bậy tầm bạ. Cô đốt nhang hết luôn đó, mà chưa có đốt nhang, mọi bữa là cô đốt sớm lắm, bữa nay tại vì có con xuống rồi cô chưa có đốt đó, nó linh giờ lắm. Mình đó. Đi đốt đi con, bây giờ cô đốt nhang nè. Tối hôm qua nhà mình gặp sự cố hả? Anh sao? Chạy vô đốt em nắng nhang em đi ấy coi. Sao? Kể nghe đi. Em đi cầm nhang coi. Chị có bị nhát không? Thấy chưa? Trời ơi, nói mày thấy chưa? Hả? Nhát nhiều lắm hả? Mẹ ngồi trên cái giường xi măng đó đó. Bà ngoại thì bà ngồi xuống giữa. Còn mình dựa vô mã xanh. Tự nhiên mình dòm vô nhà bà ngoại. Sao tự nhiên thấy tự chỗ bà không thiên. Mà nó hổng bắt lên vậy nè. Mà xả tóc dài xuống vậy luôn ha. Xả xuống mặt vậy nè. Đi vậy hoài luôn. Mà nhìn thì thấy con gái chứ không phải là bà già đâu. Tóc dài lắm hả? Tóc dài xuống tới ngôi. Có thấy mặt không? Không có thấy mặt, cung cung xuống nè. Đi như vậy nè. Mà bay lên đó nghe. Bay không đắt á. Chứ không phải là đi giống như mình ở dưới mà chạm đất nghe. Không có đâu. Tôi nhìn tôi thấy rồi xong hả? Ốc ác tôi nổi cục cục vậy nè ông nội. Cái tôi đi vô trong nhà. Đi vô trong nhà xong rồi em. Anh em. Vậy rồi xong mấy ổng về rồi. Anh mở đèn giùm cho em đi. Rồi tôi đi vô nhà luôn. Nó ngồi lại lâu lắm, nó không vô nhà. Vô nhà xong rồi không có qua mẹ nữa. Kia nữa. Một rồi không ngủ không có được đâu. Tối mới xong luôn. Chị á hả? Ừ đúng rồi. Ông xã kêu tiền con đi lấy cái cây dao để lên đầu nằm mẹ. Rồi một hồi mới hồi im hồi tới tiền nó mới nữa. Cho con biết. Nó mới luôn. Nó mới luôn á. Rồi cái ổng lồng còn mà dậy ở trên giường, ổng lồng còn dậy ổng đập cái giò nó kêu đừng có mới. Trong linh nó quay ma mà hôm qua bắt lên á. Rồi hết. Tao nói cảnh tê mà xuống đây tao chỉ cho nó lại cái mã đó. Thì cái thằng thắt cổ đó. Rồi thằng cảnh tê chạy dắt giò không kịp luôn. Rồi tối nay ông đi ra đó kìa bà kể cho ông nghe. Bà tối nay nghỉ gì vô. Sợ chết con bị mẹ. Vậy sao nói nhậu ông sợ. Làm cái ghê nó chết luôn. Vô tới nhà ngày qua nói con không sợ đâu. Chỉ đứng đó chi vô kêu tên. Thì nó vô nhà bà con cháu mà bà nó ghê luôn á ông. Nó ghê cái giò bà luôn á. Ở đó. Bởi vậy cô còn vậy. Ông đừng có giỡn nha ông Trường. Nó nắng cái giò bà nó ghê luôn á ông. Vô tới nhà nắng ghê luôn á. Ừ không giỡn không đâu. Giờ đi đốt nhang hả cô? Ừ giờ đi đốt nhang á. Bà ơi, bà thấy linh thiêng, bà phù hộ độ cho con khỏe mạnh, đừng cho nhát con nha bà. Này là tối nào cô cũng đốt luôn hay sao cô đẹp? Cô đốt hết, hết một giải mã luôn. Cô đốt hết. Cô miễn như cô có tiền á thì cô mua nhang nhiều cô đốt. Còn như bữa nào mà không có tiền, ép buộc là không có tiền thôi. Cô Hồng ơi, cô phù hộ độ cho con, đừng có theo phù hộ trong cho con mạnh khỏe nha cô Hồng. Bữa nào 6 giờ là cô đi đốt, bữa nay là cô đốt trễ đó. Mà cô đi đốt cũng không dám đi mình nữa, phải rủ dượng.
cô không dám đi một mình nữa đó, cho con hay. Lúc này quay tâm linh rồi nó theo dữ lắm. Cô đẹp sợ hay sao? Cô đẹp cắm nhang nhanh dữ cô đẹp. Cô đẹp không có sợ, mà cô đẹp phải đi đi cầm hương vậy đó. Tối một chút xíu cô không có thấy đường. Cậu ơi, cậu linh thiêng, cậu phù hộ độ cho con khỏe mạnh nha cậu nha. Cố gắng phù hộ cho con khỏe mạnh thôi. Con cầu xin gì cho con khỏe đó. Rồi hôm bữa các bạn quay clip cô đẹp buổi tối là quay ở đâu? Đó, từ ở chỗ này mà đi tuốt Mỹ ra chỗ chú lấy cốt mà cô lụm được hai cái cây gân vàng. Cô cũng nói cho nghe, tại vì chủ người ta không có xin xỏ gì mình, người ta vẫn cho cô lụm hai cây gân vàng đó, là người ta bịch cây gân vàng 18. Vừa lụm một cây, cô lụm một cây, tính là cũng như để mình rửa ráy cho sạch sẽ rồi mình đi làm cọng dây để mình đeo. Bởi vì thấy cọng dây đó ấy, thấy cái găng vàng đó nó rất là đẹp. Vậy mà tối vô kêu một hai phải trả đó. Nói trả cho tôi đừng có lấy, rồi tôi phù hộ cho thì cô mới không trả. Có mình cũng có cái lòng để mình muốn làm cái đó để dành kỷ niệm với mấy người mất. Đó, rồi cái qua ngày sau vô kêu nữa. Qua ngày sau vô kêu kêu ba lần cô mới đem lên tới nhà người ta cô trả. Tại vì cái người lấy cốt đó là người ta thường xuyên xuống đây, rồi người ta chỉ mình, rồi người ta cho gạo mình, ta cũng chỉ lên đó, nên cô biết cái nhà đó. Rồi từ ngày đem lên trả thì có còn bị vô đòi nữa không cô đẹp? Không, từ hồi ngày trả tới giờ là không có đòi nữa. Nè cô đốt nhang từ đây nè, mà hôm á thì quậy ngay chỗ này nè, cái cây tới chừng con thấy lên cái clip đó đó là con thấy cái ngọn tre này nè ha. Cái ngọn tre này hôm nó quánh xào vậy nè, mà không có một ngọn gió nào. Hỏi cô chứ dắt này có ngọn gió nào không mà nó cứ xào vậy đó. Hôm nay đốt nhang cho cậu ở trỏng rồi. Đó, cô quay từ ở đó, từ ở trong đó ra lộ, cô kể ra lộ mới lại chỗ đó đứng thì hai cái giò cô á, là bình thường chưa có cái gì mà để rùng rợn để sợ. Thì một hồi nghe tiếng kêu cô văng vẳng, cô đẹp ơi. Thì không phải là, tại vì cái thằng đó nó thử thách nó nói là nó không có sợ ma sợ quỷ gì hết. Nó thường xuyên á, là vớt người chết đem đi chôn, nên thì hôm nó mới quay cô lại đó. Thì cô đứng trước ba thằng đứng sau lưng cô vậy nè, đứng vậy nè. Rồi thì cái lá, cái bụi tre này nó mới xào vậy nè. Rồi một hồi cái mới kêu tiếng đằng ở đằng kia văng vẳng lại nha, cô đẹp ơi. Nó thì cô mới thấy là chắc cái con nhỏ đó kêu cô, nó chứ không có ai hết trơn á. Thì một hồi sau đó là nó mới nói cô ơi, con đi mua hết nổi rồi thằng Tâm á. Thì mới kêu cô vô, cô mới nói thôi để kể cho nó hết luôn đi. Rồi cô mới cho nó kể xong rồi cô mới vô thì bắt đầu là cô biết người ở đây đi theo cô vô trong trọng. Người ở đây theo cô vô trọng đó cho con hay. Cô ban đêm nè, cô không có thấy đường, mà cô đốt nhang là cô đốt sớm lắm. Mấy hôm nay chắc nhà mình mất ngủ luôn hả cô đẹp? Mất ngủ luôn con ơi. Tại hồi lúc đó tới giờ là không có quay thì không có ai hết. Bắt đầu quay lên rồi là bắt đầu có chuyện luôn. Hồi hôm này vô tới nhà luôn con ơi. Cô ngủ ha, cô cũng ha, thấy cái gì á, lạ là cô cầu nguyện. Cô hay cầu nguyện lắm. Cô cầu nguyện gian giái cũng như phù hộ cho cô đi, cho cô khỏe mạnh năng cô á, đốt hương cho đặng ấm cúng, chứ không có gì hết á. Từ bữa quay tới giờ thằng này nó chưa kêu cô nữa, nó nghỉ kêu rồi. Bữa nay ổng đốt nhang thiếu nhang rồi. Mỗi bữa cô đốt nhang nhiều lắm, ổng đốt ít thịt à, bữa nay còn mấy cây nữa. Cô thường xuyên hay đi cầu là cô đào ngay chỗ đó đó.
Không phải là cô đào, ổng đào cho cô. Mà bữa đó cô chỉ đào mà cô không có đi cầu nổi nữa. Đốt cho mấy cây hương nữa ông ơi. Còn đây nữa nè. Ê, chạy cẩm đốt cho mẹ mấy cây nhang nữa coi. Đi đi, lấy cho mẹ mấy cây nhang nữa. Sợ đến nỗi giờ phải đốt cái đèn ngoài này luôn á hả? Đốt hồi hôm đốt sáng vậy luôn á. Rồi con tính đi, đốt sáng đêm vậy đó. Chứ phải không đâu. Mà con tính đi, cái bóng mà nó chạy từ, nó bay từ đó qua đây nè. Hồi nào giờ cô chưa bao giờ cô nói láo mà một cái chuyện gì hết á. Cô thấy sao là cô nói vậy? Bây giờ cô ở đây là hai mươi mấy năm rồi. Chứ đâu phải cô mới ở đầu hôm sớm mai đâu. Cô ở đây lâu lắm. Cô nói giữa chừng này nha. Người ta vô đây nè, cô rất là nghèo, không có chiếc chiếu để mà cô nằm á. Người ta đốt nhang người ta lại, rồi người ta mới bỏ chiếc chiếu, không? Là cô đem chiếc chiếu đó đem vô nhà, cô trải cô nằm đó con. Chứ không phải không đâu. Ai mà lại đây chôn mà có chiếc chiếu là cô lụm hết. Hiện bây giờ vẫn vậy, chứ không phải là lâu rồi. Ai mà chôn mà người ta lại, người ta chấp tay, người ta xá, người ta lại vậy là bắt đầu trong thân nhân người ta về, người ta bỏ chiếu là cô đi lụm. Cô lụm vô đặng cô để cô nằm á. Chứ hỏi con chứ không có chiếu rồi làm sao phải lụm chiếu đó vô nằm. Chưa rồi á hàng. Mà mỗi bữa là cô đốt sớm lắm. 6 giờ là cô đốt rồi. Bữa nay có con lợi là cô đốt hơi trễ đó. Nó bà ơi phù hộ độ cho con khỏe mạnh nha bà. Có linh tiên bà phù hộ độ cho con nha bà. Cô mà đi đốt một lần là cô phải giấy. Phù hộ cho con mạnh khỏe nha bà, sáng mắt đi. Rồi mỗi ngày con có gì con cũng đốt hương cho bà ấm cúng nha bà. Những ngày mà cô quên đốt á hay là cô không đốt á thì có bị nhắc nhở không hả cô? Nhắc đẹp chứ, nhắc chứ con. Bữa nào mà cô không đốt ha là cái mùi nhang nó thơm bát ngát vô tới nhà cô luôn. Còn bằng không mà con không đốt nữa phải không? Đêm nào mà con không đốt là người ta sẽ nhắc. Còn bằng không á người ta nhắc con bằng mùi máu tanh. Đó. Ghê dữ rồi cô đẹp. Ừ. Đó. Mình đó. Không đốt nhang nhưng mà lại nghe mùi nhang. Ừ. Tại vì tới giờ con đốt rồi mà sao con không chịu đốt? Nó để cho người ta nhắc nhở con. Có khi nào bị vô tới nhà nhắc nhở không cô đẹp? Cô kể cho cô nha. Chắc chưa là cái mã của ông Năm nè đi vô. Là cái chị đó thường xuyên hay đi vô á, là cho cô á, là nhiều khi cầm cho 50 ngàn đặng xách đồ từ ngoài đó vô. Mà không phải là cho cô, cho con dâu cô là nhỏ con gái đó mới chịu kêu vậy nè. Hà ơi ra phụ với dì hai nè. Thì con nhỏ đó dâu cô là nó đang dạch chí cho cô nhổ tóc bạc. Thì cái nó mới nói mẹ ơi dì hai xuống kìa, thôi đừng có dạch trí nữa, đừng dạch gạo nữa. Thì cô bắt đầu cô mới mình ra coi người ta có cho mình được 50 xu một cắt gì hôm tặng, cũng như con có tiền con mua dầu ăn hay là con mua bình ga nhỏ ha. Cái bắt đầu chạy ra đây cô nè, con dâu cô nè, con Hằng nè, rồi má nè chạy ra đây thì dòm không có thấy chiếc xe nào hết, mà nghe tiếng kêu văng vẳng. Hà ơi ra phụ với dì hai nè. Thì cô đẹp sẽ biết người kêu. Vậy là ông Năm kêu. Đó. Đó. Cháu cô giờ này là nó vậy nè. Nó ở vậy nè đó. Cô thấy nó, con thấy nó có sợ không? Ở đây á, là con quen rồi nên con ở được. Là mấy đứa cháu nó ở được. Đó. Đi đi con đi vô với nội. Đó. Bữa nào mà cô mà đút nhăn mà trễ một chút xíu là cô bị, cô bị người ta nhát. Chỗ này cầm không được nữa. Chỗ này cũng mới lấy cốt nữa đó con. Chỗ cây mì này nè. Đó, cái chỗ đó cũng mới lấy cốt đó. Là chú lấy cốt luôn á. Bữa nay là cô đi đốt là ít á, hết nhang rồi đó. Cô đốt hết luôn. Chỗ nào cô cũng đốt hết á. Rồi cô đẹp cho con hỏi thăm là mấy hôm nay có ai gọi điện thoại hỏi thăm cô đẹp không? À, không gài á, có người ta lại hỏi thăm cô dữ lắm. Mà người ta nói người ta không biết tìm cách sao mà người ta gửi tiền cho cô. Rồi người ta mới nói vậy thôi chị đi làm cái thẻ ATM đi.
là không có nhiêu tiền hết, hoặc là 100 hoặc 150. Cái bữa đó đó là tiền của con cho cô 1 triệu đó. Cô mới đi xuống dưới thì vừa chụp hình, đặng gắn hình vô 3-4 gì đó, với photo giấy chứng minh nhân dân, rồi là hết thảy là 290 ngàn. Đó, rồi ngày mai này cô mới lấy về, thì mới mấy cái số mà người ta cho cô đó, dẫn em vô. Cái số mà người ta cho cô á, thì miễn cô được thì cô điện cho mấy cái số này thì người ta gửi về cho cô. Tại vì người ta nói là người ta ở trển, người ta mắc lu bu, người ta mần nên người ta không có đi gửi cho cô bưu điện được. Nên bây giờ cô làm thẻ đi, người ta gửi cho nó thì cô mới làm, là sáng ngày mai nè cô mới lấy nè. À, bữa đó con cho cô 1 triệu nó, chứ chưa có ai cho cô hết, chỉ có mình con cho cô thôi đó. Cô Nguyệt cho chứ không phải con cho. Cô thì, Nguyệt gửi cho. Cô Nguyệt cho cô đó là 1 dạ. triệu đó. Dạ. Là cô mua được 25kg gạo mới mua ngày hôm qua. Dạ. Chỉ mua được khô, một chút nữa con ăn cơm với khô với cô. Dạ thưa cô đẹp, nếu như nhận được sự hỗ trợ của quý anh chị bà con cô bác thì cô đẹp dùng cái phần tiền đó để mình làm gì cô đẹp? Cô cũng nói cho con nghe, miễn như bà con cô bác, mấy anh, mấy chị, mấy chú đó cho cô được số tiền này, trước hết là cô sẽ cảm ơn rất nhiều. Cô mục đích cô sẽ mua, cô làm hai cái bên vách lại đựng cho mưa gió. Miễn như cô có còn có dư nữa thì cô sẽ nói với con, cô sẽ làm một cái cầu tiêu đặng mình đi có chọt bụng chọt chìm đi ra cầu tiêu, chứ mình không đi ra mã mậu nữa. Như vậy là cô mãn nguyện rồi. Vậy còn cái đôi mắt của mình thì sao? Còn miễn như cô mắt con á, cô mắt cô á, miễn như mà còn dư nữa thì cô sẽ đi trên thành phố 1 chuyến hoặc 2 chuyến đặng cho con mắt này nó sáng lại nó. Chứ còn mà bây giờ cô chưa có tính tới chuyện đó. Bây giờ cô chỉ tính là cầu xin cho cô được mạnh khỏe. Hai nữa cho cô có số tiền đặng, cũng như là tại vì cái bảo hiểm cô chỉ mua có được có 6 tháng thôi. Miễn còn dư thì cô mua thêm 6 tháng nữa đặng cô có tiền cô đi lấy thuốc uống mỗi tháng là ở Trà Vinh của mình. Đó, thì cô cũng nói với con giữa chừng này cô xin mấy ông mấy bà ở đây cũng phù hộ cho cô. Cô chỉ cầu xin cho cô có ánh sáng nhỏ nhỏ thôi, đặng cô rửa ráy cái thân của cô, rồi giặt áo giặt quần của cô thôi. Chứ còn mà bây giờ con dâu cô á thì nó có 3 đứa cháu. Rồi hỏi con chứ mà nó lo cho cô nữa thì cô không có cam tâm chút nào hết trơn. Thà cô chết đi chứ cô không để cho con dâu cô mà chăm sóc cho cô nữa. Bởi vì 4 năm nay rồi nó chăm sóc cho cô, từ cái áo rồi lau mình lau mẩy cho cô. Nên bây giờ cô thấy con dâu mình, hai đứa con của mình á, thì nó đã có chồng, nó chỉ lo chồng con nó thôi chứ nó đâu có lo cho cô được. Phải mà con mình nó giàu không nói gì, nó cũng nghèo, chồng nó thì đi bán bánh mì không được bấy nhiêu nó. Rồi giờ cô bệnh á, thì trước hết miễn cô có tiền thì cô điều ước 3 chuyện. Thứ nhất là cô sửa sạn lại hai bên vách. Thứ nhì miễn còn tiền á, thì cô ao ước cho mình được cái cầu đặng mình khỏi ra mã mồ. Thứ ba còn dư chút đỉnh là cô sẽ đi cho cái ánh sáng này nó sáng lại. Chứ cô cũng không có hy vọng cái gì hết. Mà ngày giờ cô thấy con quay hình cho cô vậy là cô rất là mừng. Rất là mừng và hớn hở vô cùng dữ lắm. Tại vì nghe mấy bà cô bác đồ hứa gửi tiền cho cô, có thẻ ATM gửi cho cô 1 triệu là cô rất cảm ơn. Rất cảm ơn dữ lắm luôn á. Tính đến thời điểm hiện tại mình chưa nhận được sự hỗ trợ của anh chị bà con cô bác, tuy nhiên mọi người cũng trao cho mình cái hy vọng đúng không cô? Đúng rồi, bây giờ là tuy rằng chưa gửi tiền cho cô mà người ta cho cô một cái niềm tin vô cùng luôn. Người ta nói là được thẻ ATM người ta sẽ bắn tiền qua cho cô là cô rất là hy vọng con. Mấy ngày nay cô rất là mừng, dù cho ma nhát đi nữa cô cũng rất là mừng và vui vẻ lắm. Tại sao cô lại chọn lựa cái việc là xây cái vách với cái nhà cầu trước khi mình chữa trị cái đôi mắt của mình? Tại vì cô tính vậy, miễn như thí dụ mà con đi lo đôi mắt của mình mà trời mưa trời gió thì tội nghiệp cho mấy đứa cháu, nó mưa tạt gió lùa vô thì nó ướt hết trơn. Rồi hỏi con chứ mình có cái ánh sáng mà con cháu mình lại ướt mưa ướt đồ hết, nó không có ngủ được. Rồi hỏi con như vậy mình làm bà mà con thấy cô không có chịu được. Thà cô ao ước cho cô được sửa lại căn nhà cho cháu nó ở, cô có chết cô cũng mãn nguyện nữa con. Với hai còn dư á thì cô sẽ làm cái cầu tiêu, không cần nhiều cũng nhỏ, mình đi trọng cũng được. Ví dụ ban đêm ban hôm cô có mắc cầu đi nữa cô cũng không kêu dượng, tại vì ở trọng là có, mình làm cho có. Rồi còn dư á thì cô đi trị con mắt, rồi tới đâu mình hay tới đó.
cô từ hồi con quay clip tới giờ cô rất là có hy vọng, cô hy vọng dữ lắm. Tới đến đổi mà cô mừng, cô không có ăn nữa đó. Cô không ăn, cô thấy con là cô rất là mừng. Một ngày giờ này á, là cô hy vọng về con rất nhiều, miễn được như vậy. Mà thí dụ cô bác mà thương cô, lo cho cô ánh sáng này, cô còn nói trước, giúp đỡ cho cô mà có một cái ánh sáng, cô chết thì cô đem theo. Cô còn sống cô vẫn nhắc hoài luôn, nhắc từ ở đâu ai cho tiền cô vẫn nhắc, mà luôn là cả về con nữa. Chứ không phải là mình không biết ơn người ta là không được, mình phải biết ơn. Cô hồi nào giờ chưa có ai giúp đỡ gì cho cô hết. Anh chị người nào người nấy người ta cũng khá giả, người ta giàu có, đất đai cò bay thẳng cánh, mà người ta không có giúp đỡ cho cô. Nó ngày giờ là cô chỉ có mình con thôi đó, là con ngày giờ con đi quay hình như vậy đó. Cô cũng nói chắc trời xui khiến, hay là mấy ông mấy bà này xui khiến mới cho, mới đẩy con vô nhà cô. Nó là cô rất mừng vô cùng luôn. Mấy ngày nay cô bị ma nhát mà cô vẫn vui vẻ vô cùng luôn á cô. Con, cô không có bao giờ mà cô để mình nói cái gì hết trơn, có sao mình sẽ nói như vậy. Tại vì cô ở đây á, là quan linh hồn rất là nhiều. Nó, mình có sao mình nói vậy, đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Quan linh hồn nhiều khi nó vui vẻ, nó không nói gì, nó ghét mình, nó sẽ làm cho mình chết chóc. Nên cô không có cái gì mà để cô nói bậy hết trơn. Cô có sao cô nói vậy cho cô nghe thôi. Hồi nào giờ cô ở đây là cô 54 tuổi rồi, chưa có ai mà lại giúp đỡ cô. Cô thấy người ta cho phiếu gạo, cô đi xin người ta còn không cho nữa con. Người ta nói người ta đủ phiếu gạo rồi, không bao giờ người ta cho cô. Từ hồi nào giờ cô mới nói là chắc số của cô á, là chắc số phận của cô, kiếp trước mình sao nên kiếp này mình ở như thế này. Cô cũng muốn có đất có đai, cô đi rời xa cái mã mồ, chứ cô đâu có muốn là mình ở đây để làm gì. Tại vì số phận mình không có tiền bạc, mình mới ở trong cái chòm mã như thế này. Nó rồi nhiều khi người đời người ta không biết đó, người ta nói sao mà cô đi không đi chỗ khác ở mà lại ở chỗ này, không có đâu. Cô rất, không phải là cô cảm ơn một mình con, cô cảm ơn rất mọi người, chú bác cô cháu gì ở nước ngoài gần xa gì cô cũng rất cảm ơn hết. Ngày giờ cô nhờ con mà đi vô đây, cô con quay hình cô là cô nghe cái lòng tin của cô á, cô mừng vô cùng luôn. Thí dụ cô nói con nghe, cô con không vô đây con quay cô thì làm sao mà cô bác xứ xa nước ngoài làm sao mà thấy được cô và làm sao giúp đỡ cho cô. Thì cũng như cô nói con nghe, thí dụ người ta giúp cho cô 10 thì con cũng giúp cho cô 3 hoặc 4. Nói thẳng cô không bao giờ cô quên, chết đem theo, còn sống cô vẫn nhắc tình ơi tình. Cô Đẹp nghe con nói nè, tất cả những sự hỗ trợ là của anh chị bà con cô bác dành cho cô Đẹp. Đúng con rồi. Chỉ là người giống như là đi kết nối thôi, chưa bao giờ con trông chờ người khác cảm ơn mình hay là tung hô mình là Phật sống hay là cái gì đó giỏi giang. Con không cần những cái lời khen đó, con chỉ mong muốn là anh chị bà con cô bác có cái hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, bởi vì bên ngoài kia còn có nhiều bạn làm tốt hơn con nữa và tốt hơn con nhiều. Con chỉ là một cái hạt cát so với các bạn đó, các bạn đó làm tốt lắm. Con chưa bao giờ con so sánh mình được như các bạn và bằng các bạn. Con chỉ là một phần nhỏ so với các bạn thôi, con luôn suy nghĩ là như vậy. Cô không cần phải cảm ơn con, nếu mà nhận được sự hỗ trợ, cô nên dành cái sự tin tưởng của quý anh chị bà con cô bác dành cho cô để đúng cô vươn lên trong cuộc sống thôi. Còn rồi. Con á, con chỉ là một phần nhỏ thôi, còn các bạn làm tốt hơn con rất nhiều, các bạn có tấm lòng Bồ Tát bao la. Đúng con rồi. Chỉ là một phần nhỏ thôi. Mà cô hỏi con, thí dụ không có con vô đây làm sao mà bà con cô bác gửi cái quà cho cô? Thì đó là cái duyên. Nếu mà con không vô đây thì anh chị em bà con cô bác không biết là cô là một người bà, là một người mẹ rất là vĩ đại. Lúc nãy cô có chia sẻ với con, thà cô để mắt của mình không nhìn thấy nhưng mà có chỗ che mưa cho con cháu mình. Đúng rồi. Thì nếu mà con không vô đây thì mọi người đâu có biết cô là một người bà tốt đến như vậy. Con cô có chia sẻ với con đó là trời ơi anh Tịnh ơi, hôm qua nay nhà em mất ngủ, hỏi sao vậy? Trời ơi, từ ngày các bạn xuống ghi hình cái clip tâm linh thì bị nhát quá chừng, ai cũng la làng la sớm lên hết, không ngủ được. Nó nhát suốt luôn mà. Vừa nhát chú cô á, vừa bị nhát mà cô rất là vui mừng con. Cô không có ngủ. Từ bữa mà con quay hình cô tới bây giờ là cô không có ngủ. Cứ nhắm mắt lại một chút xíu rồi cái mình tự phát lên mình cười, mình nói vậy là mình nhờ cô bác giúp đỡ cho mình ngày giờ này mình được che nắng che mưa. Mấy ông mấy bà ở đây phù hộ cho con đi, chuyến này con có lá mà lộp nhà rồi, con mừng quá trời. Tự trong lương tâm cô nói như vậy, cô rất mừng dữ lắm con. Cô tuy rằng bây giờ ma nhát cô cỡ nào cứ nhát, mà cô
sẽ được bà con cô bác mà giúp đỡ cho cô như vậy là cô rất mãn nguyện. Sau khi con up cái clip này lên thì mọi người sẽ hiểu cô nhiều hơn nữa và thương cô nhiều hơn nữa. Còn cô không nhất thiết là nghĩ phải mang ơn con, cô nên cảm ơn những người đã giúp đỡ mình, những người đã quan tâm mình. Cô nên cố gắng vươn lên trong cuộc sống, đó là cái điều mà con cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì khi con ghi hình ai đó, mọi người đều vươn lên, đất nước mình phát triển, không có người nghèo thì mình mới trở thành một quốc gia vững mạnh, vững chắc, vững bền hơn chứ. Còn đối với con nhiều bạn tốt hơn con nhiều. Cô nói thiệt, con thà cô chết đi nữa, cô phải cho cháu cô á, mấy ông mấy bà mà cho tiền cô là cô phải lọt hết, rồi cô chết đi cô cũng mãn nguyện nữa con. Cô rất là thương mấy đứa cháu, ngày giờ có một mình cha nó làm mà cô thì bệnh, rồi chú bệnh nữa, rồi đâu có ai đâu lo. Nó mỗi ngày cô nói với con giữa chừng này cô không có nói thêm nữa. Mỗi ngày này á, mình rồi cố gắng, ví dụ 50 xu 10 ngàn gì đó, ví dụ mình ăn cái đó, mua gạo của nó 1 ký, rồi còn lại mình mua khô mình để dành đó mình ăn nó. Rồi còn mà ví dụ có đám hay là con cháu nó bệnh hoạn đó thì mình đi mượn không được tiền thì mình cũng phải gắng thắp hương cầu nguyện gian giấy, mẹ ơi cứu khổ cứu nạn cho trong gia đình con nghe mẹ Quang Anh. Mỗi ngày cô cũng cầu nguyện, từ bữa con quay hình tới giờ là cô cứ đốt nhang cầu nguyện gian giấy, mẹ ơi cứu khổ cứu nạn cho con. Ngày giờ con được quay hình rồi con rất mừng lắm mẹ. Mẹ phù hộ cho con đi, gió nó lùa vô mẹ cũng ước nữa mẹ Quang Âm ơi. Cô có mẹ Quang Âm á, cô cứ tối ngày cô cầu nguyện nhiêu đó đó con. Rồi thà có nhà có cửa cho cháu nó ở đi, dù cho cô mù đi nữa, cô chết đi nữa cô cũng mãn nguyện nữa con. Cô chỉ cầu xin có nhiêu thôi mà không ai giúp đỡ cho cô hết. Chỉ có ngày giờ là cô thấy con xuống đây con quay hình cô là cô rất là mừng. Dù cho mưa hay là dù cho ma nhát cỡ nào đi nữa, cô cứ trong tâm cô cứ nói trời ơi, ngày giờ cháu nó xuống nó quay hình mình rồi, bây giờ mình sắp sửa mình có tiền, mình lọt hai bên vách mình hết bị mưa rồi. Cô cười có một mình cô thôi, cười rất là hấn hở. Chú thì chú nói mẹ mày khùng hay gì, tôi nói tôi cũng khùng, tôi rất là mừng. Bị gì sắp sửa ngày giờ, sắp sửa từ đây đổ sau mình sẽ ấm rồi, có mưa gió nó không có tạt con cháu của mình, chứ mà để như vậy là con cháu nó tạt. Cô cứ cầu nguyện vô đó con. Bữa nào cô đốt nhang cô cũng giấy mấy ông mấy bà ở đây khuất mặt khuôn mày phù hộ cho cô khỏe mạnh, rồi á phù hộ cho con cháu tay chân mạnh khỏe đi. Cô chỉ ao ước cầu xin nhiêu đó thôi, chứ cô không phải lo cho bản thân của cô, lo nhà cửa cháu ở, có cầu tiêu cho cháu đi cầu rồi không còn thì cô chịu đuôi mù con mắt cũng mãn nguyện cô rồi. Hôm nay ghi hình về tối bị nhát nữa sao cô đẹp? Không nhát cô cũng mừng nữa con. Cô mừng dữ lắm, tại vì con quay như vậy là cô rất là mừng vô cùng luôn á con ơi. Dạ dạ, mừng dữ lắm, mừng luôn. Mình thưa quý cô bác anh chị, hôm nay Tình có quay trở lại thăm trường hợp của cô đẹp thì nãy giờ cô đẹp cũng có chia sẻ rất là nhiều những cái khúc mắc cũng như là những cái câu chuyện tâm linh gửi đến quý cô bác anh chị. Năm mới mình chúc quý cô bác anh chị có thật nhiều sức khỏe bên người thân và gia đình. Quý cô bác anh chị xem video trên kênh thì hãy nhấn like cũng như là đăng ký kênh để theo dõi nhiều nội dung mới nhất về kênh. Tạm thời thì clip cũng đã khá là dài thì Tình xin tạm biệt quý cô bác anh chị. Chúc quý cô bác anh chị có một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình ạ.